Ai cũng phải ăn để mà sống. Nhưng có khi nào bạn tự đặt câu hỏi với chính mình là tại sao mình phải ăn không? Câu trả lời quá dễ dàng là ăn để chống đói và để nuôi cơ thể. Nhưng những vấn đề nằm sau sự việc nuôi cơ thể đó là điều đáng để mọi người phải quan tâm chú ý đến. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn thường thực hiện một số động tác lặp đi lặp lại thường ngày, trở thành thói quen, như là nhảy ra khỏi giường, cánh răng, thay quần áo đi làm, chuẩn bị cho công việc trong ngày, rồi ăn sáng. Thói quen lâu đời của người Việt mình, của nhiều dân tộc khác nhau, trước khi ăn, mình thường chỉ nghĩ đến việc là phải ăn món gì ngày hôm nay, ăn cái gì cho buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, mà ít khi nào nghĩ đến ngày hôm nay mình sẽ ăn những thực phẩm nào trong ngày để có thể nuôi dưỡng 40 cho đến 60 nghìn tỷ tế bào khác nhau trong cơ thể của mình. Cơ thể con người là một bộ máy hoạt động hoàn hảo, gồm các hệ thống làm việc liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng để cho bộ máy đó hoạt động trơn tru thì ta cần có năng lượng và các vitamin khoáng chất có tác dụng như chất xúc tác bôi trơn cho hệ thống cơ thể chạy tốt. Giáo sư Hiromi Shinya là bác sĩ nổi tiếng ở Nhật và thực tập nghề bác sĩ trong vòng 40 năm tại Mỹ và Nhật Bản. Ông là người đầu tiên trên thế giới phát minh ra phương pháp mổ nội soi. Ông đã viết 3 cuốn sách, hay là cuốn sách thứ nhất Nhân tố Enzyme, cuốn sách thứ hai Nhân tố Vi sinh, cuốn sách thứ ba Enzyme chống lão hóa. Giáo sư Shinya cho rằng hệ thống y tế thế giới bây giờ chỉ tập trung vào chữa trị, loại bỏ những triệu chứng tức thời của bệnh và không hiểu rõ và chữa trị nguyên nhân của căn bệnh. Thay vào đó, ông muốn khởi xướng giúp mọi người hiểu rằng ta có thể trị dứt điểm các căn bệnh hoặc phòng ngừa bệnh qua cách chăm sóc sức khỏe, qua việc ăn uống lành mạnh, tập trung vào việc hấp thụ năng lượng sống trong thực phẩm vào cơ thể và cải thiện sức khỏe của đường ruột. Ông cho rằng việc chăm sóc sức khỏe nên bắt đầu từ hệ thống tiêu hóa và thực phẩm chúng ta tiêu thụ. Sự toàn cầu hóa trên thế giới đã gây ra sự căng thẳng về dinh dưỡng cho mọi người trên thế giới. Càng ngày, mọi người càng có xu hướng tiêu thụ nhiều những sản phẩm chế biến, đóng gói sẵn. Thật ra, những sản phẩm chế biến, đóng gói sẵn này không có giá trị dinh dưỡng hay có rất ít. Vì qua quá trình chế biến, thực phẩm đã mất đi vitamin, khoáng chất, giá trị dinh dưỡng mà chỉ còn lại là calo, nhiệt lượng. Chưa kể trong quá trình chế biến để được tồn tại lâu trên thị trường, người sản xuất đã thêm vào đó rất nhiều hóa chất phụ gia để thực phẩm có thể giữ lâu hơn, tươi hơn, màu sắc đẹp hơn, mùi vị hấp dẫn hơn, ăn ngon hơn. Còn các loại thực phẩm khi được vận chuyển một khoảng thời gian từ một nơi này đến một nơi khác thì cũng sẽ mất rất nhiều giá trị dinh dưỡng, và thường là những loại thực phẩm qua quá trình biến đổi gen di truyền để thực phẩm to hơn, nhìn ngon hơn và lâu hơn, chẳng hạn đối với những sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Còn các sản phẩm từ động vật thì được biến đổi gen để cho nhiều thịt hơn, ít mỡ hơn và cho nhiều sản phẩm sữa và trứng hơn. Trong cơ thể con người có chứa rất nhiều vi sinh vật. Ta gọi đó là vi khuẩn hay virus, là những mầm bệnh chịu trách nhiệm cho hầu hết các loại bệnh. Những vi khuẩn này nắm giữ năng lượng cho cuộc sống của chúng ta, mà chúng chỉ được nhìn bằng con mắt khoa học qua kính hiển vi. Sự tồn tại một số lượng lớn vi sinh vật trong môi trường và trong cơ thể dần dần tạo cho con người một khả năng thích nghi với môi trường xung quanh. Giáo sư Shinya viết, virus không phải là một cấu trúc hữu cơ hay vô cơ, không tự chuyển hóa hay sống được. Chúng ký sinh trong tế bào của những vi sinh vật khác, sinh sản trong tế bào của sinh vật chủ. Theo quá trình, chúng hủy hoại những tế bào này, những virus mới được sinh ra và tiếp tục xâm nhập vào tế bào mới và sinh sôi phát triển. Kết quả làm sinh vật chủ phát triển nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh cúm,
cảm lạnh đôi khi làm cho sinh vật chủ chết. Nhưng khi sinh vật chủ này chết, không ngăn chặn được các virus xâm nhập vào các sinh vật chủ khỏe mạnh khác và tiếp tục phát triển. Các bệnh truyền nhiễm do những virus này gây ra lan tràn khắp nơi là những virus vẫn còn lại trên thế giới từ thời xa xưa. Ông cho rằng thuốc kháng sinh có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh, nhưng không phải là cách chữa trị. Chích ngừa vaccine được xem là phương pháp ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm khá hiệu quả hiện nay. Tuy nhiên, nó cũng không mang lại kết quả 100% vì do các loại virus không ngừng biến thể và thay đổi, trong khi thuốc thì chỉ được sử dụng, được thí nghiệm có hiệu quả trên một số virus đã có mặt trong quá khứ. Cách duy nhất để chiến thắng bệnh tật tốt nhất vẫn là tăng cường hệ thống miễn nhiễm, hệ thống miễn dịch để giúp chúng ta chống lại sự tấn công của vi sinh vật. Như vậy, theo giáo sư Sinha, để có một cơ thể khỏe mạnh, ta phải làm gì? Điều thứ nhất, chúng ta phải ăn uống khoa học, dinh dưỡng và ăn các thực phẩm hữu cơ. Quá trình sử dụng phân bón, thuốc thực vật, chất phụ gia và các hóa chất tổng hợp trong quá trình gieo trồng và chế biến sản phẩm đã làm giảm giá trị dinh dưỡng của thức ăn và tăng độc tố trong thức ăn. Các độc tố này khi vào đường ruột sẽ giết chết một số vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Các vi khuẩn tốt giúp cho tiến trình tiêu hóa thức ăn có thể xảy ra. Chưa nói đến việc cơ thể phải sử dụng một số lượng lớn enzyme để trung hòa số lượng độc tố đó. Enzyme là một chất xúc tác tham gia vào mọi phản ứng hóa học cần thiết nhằm hỗ trợ sự sống. Nếu bạn vẫn ăn những dưỡng chất đầy đủ nhưng không có enzyme, cơ thể không thể tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng được. Enzyme giúp chúng ta thở, giúp nhịp đập của tim, giúp ta thải độc tố, giúp ta nhận biết thông tin bên ngoài qua các giác quan. Chúng ta nên ăn thức ăn chiếm đa phần là thực vật, gồm các ngũ cốc nguyên cám, lúa mì nguyên chất, lúa mạch, các loại đậu và các loại rong biển. Ta thường ăn cơm gạo trắng đã được chà xát kỹ và bị làm mất đi phần phôi, cho nên ta đang ăn loại gạo, loại thực phẩm không chứa năng lượng sống, do 80% chất dinh dưỡng có trong gạo là vitamin B1, vitamin E, sắt, phosphor, canxi, magie và chất xơ đều nằm ở phần cám và phần phôi. Đó là lý do tại sao gạo lứt lại tốt và người ăn thường xuyên có thể khắc phục nhiều chứng bệnh do thiếu vitamin B1 gây ra, như là triệu chứng thường xuyên mệt mỏi, bị phù nề, một số bệnh thần kinh như tê chân, tê tai, bị yếu tim, tình trạng thiếu tập trung và dễ bị kích động. Ta cũng nên ăn nhiều rau quả, trái cây, đặc biệt rau quả tươi sẽ cho ta nhiều enzyme, cho ta nhiều năng lượng sống không bị mất đi qua quá trình chế biến hoặc xử lý qua nhiệt. Niacin là chất có nhiều trong trái cây và là một chất xúc tác trong cơ thể giúp ta chống lại bệnh truyền nhiễm. Nó giúp ta phân hủy và đào thải độc tố trong cơ thể, cho nên khi ta ăn nhiều rau quả tươi sống là ta đã làm tăng dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là làm tăng năng lượng sống. Khi bạn ăn khẩu phần ăn mà nhiều chất đạm động vật và ít chất xơ thì sẽ tạo ra áp lực trên đường ruột. Khi không có chất xơ, ruột rất khó nhu động và chất đạm mất thời gian rất dài nằm trong ruột trước khi được chuyển hóa thành năng lượng. Lâu dài, ruột bạn sẽ xuất hiện những túi thừa nơi chứa phân và thức ăn cặn bã. Dần già, ruột sẽ sinh ra u nhọt và ung thư. Chế độ ăn bao gồm nhiều sản phẩm động vật và sản phẩm làm từ sữa là nguyên nhân dẫn đến cơ thể sản sinh ra các protein khiếm khuyết. Qua quá trình tổng hợp các protein, nếu các protein khiếm khuyết được xem là chất cặn bã tồn tại trong cơ thể mà không được cơ thể tái chế hay đào thải thì sẽ làm cho quá trình trao đổi chất cơ thể chúng ta suy giảm. Độc tố, chất cặn bã tích tụ lâu ngày sẽ dẫn đến các triệu chứng mệt mỏi, mất trí nhớ, lú lẫn, hệ thống miễn dịch suy yếu,
và dẫn đến chúng ta sẽ nhiễm một số bệnh truyền nhiễm hay bệnh ung thư. Ăn uống khoa học cũng có nghĩa là bạn ăn ít, đừng ăn quá nhiều, ăn uống điều độ. Khi nhai thức ăn, bạn cần nhai kỹ để thức ăn thấm nước bọt, nước miếng, tiết ra để giúp cho quá trình chuyển hóa thức ăn. Nhờ nhai kỹ, xương hàm sẽ phát triển tốt, máu lưu thông tốt và các tế bào của não cũng được kích hoạt. Ta chỉ cần ăn 80% no là đã đủ năng lượng nhu cầu cho cơ thể. Mất 20 phút cho não mới nhận được tín hiệu báo là cơ thể ta đã no. Cho nên khi bạn ăn, thấy no là lúc đó cơ thể đã tiêu thụ quá nhiều thức ăn. Cho nên ta ăn chậm, nhai kỹ. Nhai kỹ càng giúp ta làm chậm tiến trình lão hóa, ổn định thần kinh, tăng mức độ tập trung. Điều thứ hai, uống đủ nước mỗi ngày. Phải uống đủ nước sạch trong ngày. Nguồn nước máy hiện nay khắp nơi có chứa quá nhiều clo và trihalomethan được dùng để khử trùng nước, nhưng có thể gây ra ung thư. Ngoài ra, nguồn nước có thể bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất thải công nghiệp, chất cặn từ xử lý nước thải ngấm vào tầng nước ngầm. Bạn có thể lắp đặt một hệ thống nước lọc để loại trừ các kim loại nặng và một số độc tố khác. Mỗi người sẽ mất khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày qua nước tiểu và mồ hôi. Cho nên nếu ta không uống đủ nước hàng ngày sẽ làm cho cơ thể thiếu nước. Uống nước tốt nhất là uống nước ấm hay nước ở nhiệt độ trong phòng vào sáng sớm sau khi thức dậy và trước khi chiều tối. Không nên uống nước lạnh vì nó sẽ làm giảm khả năng miễn dịch của ta. Nếu uống nước nhiều vào buổi tối sẽ làm bạn mất ngủ vì phải thức dậy và đi tiểu đêm. Điều thứ ba, thường xuyên loại bỏ độc tố. Thông thường ta chỉ nghĩ là phải ăn gì để bồi bổ cho cơ thể, mà ít có ai lại nghĩ là đừng ăn gì cho cơ thể để cơ thể tốt hơn, hay nhịn ăn vài ngày cho cơ thể tự đào thải chất độc. Mình cũng xin nói thêm là bạn có thể lên trên mạng để tìm hiểu nhiều phương pháp giải độc cho cơ thể. Theo phương pháp của bác sĩ Sinha thì ta nên ăn tối trước 6 giờ tối và nhịn đói cho đến trưa ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian đó thì cơ thể có thời gian để mà thải độc và tiêu hóa tất cả những protein khiếm khuyết. Nhưng buổi sáng thì bạn phải uống nhiều nước hoặc ăn một ít trái cây hay nước ép. Bạn có thể làm phương pháp này thường xuyên để giúp ruột đào thải chất cặn bã, các chất nguy hiểm. Đối với người thường, đường ruột ta lâu ngày sẽ trở nên giống một ống cống, thức ăn sẽ bám vào thành ruột tạo thành các chất bầy nhầy, chất cặn bã. Những chất cặn bã đó ngăn chặn không cho cơ thể hấp thụ nguồn dinh dưỡng mới, làm cho cơ thể ta mệt mỏi, trì trệ và sinh nhiều chứng bệnh. Ta cũng có thể massage xoa bóp đường ruột 5 đến 10 phút mỗi ngày để giúp ruột đào thải độc tố. Bác sĩ Sinha cũng giới thiệu phương pháp thục ruột bằng cà phê hay kết hợp với nụ hoa. Phương pháp này hơi phức tạp và cần người hướng dẫn chuyên nghiệp thì ta mới thực hiện được. Điều thứ năm, tập thể dục. Tập thể dục thường xuyên và hợp lý cho từng lứa tuổi. Khi bạn vận động, máu được lưu thông tuần hoàn giúp cho hệ miễn dịch, đồng thời giúp cứng xương, giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, chống lại các bệnh tật. Điều thứ sáu, nghỉ ngơi đầy đủ. Chúng ta cần có lịch sinh hoạt nghỉ ngơi đúng giờ đầy đủ, giúp cơ thể duy trì năng lượng sống. Khi bạn ngủ là lúc cơ thể nghỉ ngơi và các tế bào tái tạo lại năng lượng. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng khi bị mất ngủ. Người mất ngủ lâu ngày sẽ sinh ra các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch và tai biến. Điều thứ bảy, hít thở và ngồi thiền. Ngồi thiền đã được xem là một phương pháp khoa học giúp bạn đạt được bình an, giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tăng khả năng sáng tạo.
giúp bạn nhẫn nại và biết tha thứ hơn. Đặc biệt, thiền làm cho bạn tỉnh thức và biết được, ý thức được mọi sự vật đang diễn ra xung quanh. Thiền giúp ta sống được cho giây phút hiện tại và loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn các chứng bệnh nan y của con người đều do ăn uống và những suy nghĩ tiêu cực sinh ra. Điều thứ bảy, hãy sống như chưa bao giờ được sống. Dành thật nhiều tình yêu thương cho gia đình, người thân, bạn bè. Niềm vui và tình yêu sẽ thúc đẩy nhân tố enzyme trong bạn một cách thần kỳ. Mỗi sáng thức dậy hãy mỉm cười vì biết ơn, vì biết mình vẫn còn sống. Có rất nhiều người mỗi ngày sau giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Hãy sống với thật nhiều tình yêu, với nhiều đam mê và thực hiện tất cả mọi thứ bằng tất cả trái tim. Nó sẽ cho bạn một cuộc sống thật khỏe mạnh và ý nghĩa. Tôi có một cô bạn cũng có thật nhiều đam mê và rất say mê công việc của cô làm. Cô làm việc rất chăm chỉ để gây dựng cho một sự nghiệp và phải làm việc rất nhiều giờ trong tuần. Cô hiện mang trong người căn bệnh ung thư. Sau một năm trải qua 2 cơn phẫu thuật và các phương pháp điều trị, uống thuốc, hóa trị, sức khỏe của bạn tôi vẫn chưa bình phục. Bây giờ cơ thể rất yếu và chân tay vẫn chưa có thể trở lại hoạt động bình thường như trước đây. Cô vẫn chưa có thể đi làm lại được, vẫn đang chờ đợi để được điều trị, có thể là một ca phẫu thuật nữa. Bạn tôi đang mong chờ vào một phép màu để có được một sức khỏe như trước đây. Bạn tôi nói một câu làm tôi nhớ mãi: khi mình khỏe mạnh thì mình có ngàn điều ước, nhưng bây giờ rồi thì tôi chỉ có một điều ước duy nhất là có được sức khỏe. Có phải tất cả chúng ta mỗi ngày dường như quên đi là chúng ta vẫn đang có rất nhiều hạnh phúc vì cơ thể vẫn khỏe mạnh và ta có thể làm những việc mình làm? Còn đối với những người bị bệnh thì việc di chuyển được trên đôi chân của họ cũng là một hạnh phúc lớn rồi. Người ta nói không sai, you are what you eat. Bạn chính là cái mà bạn ăn. Ăn uống đã trở thành một thói quen, một tập tục, một văn hóa lâu đời của mỗi người, và người ta ăn uống trở thành một bản năng. Cho qua cơn đói bụng. Mong rằng mọi người có cơ hội đọc bộ sách này và từ đó, trước khi bỏ bất cứ món gì vào miệng mình thì cũng nên ý thức biết rằng thực phẩm đó có chứa những thành phần gì và có tác dụng như thế nào đối với cơ thể của mình. Cơ thể chúng ta rất quý giá, không phải là một cái thùng chứa mà ta cứ tùy tiện bỏ vào đó tất cả những gì ta muốn. Tất cả những gì đi vô thì phải có đầu ra. Cơ thể ta không có khả năng trung hòa nhiều loại hóa chất, độc tố khác nhau. Nếu chúng tích tụ lâu ngày sẽ sinh ra nhiều chứng bệnh hay ung thư. Nếu tiếp tục làm như vậy thì chính bạn là người lãnh nhận hậu quả do chính bản thân mình gây ra. Dĩ nhiên thay đổi một thói quen là không thể dễ dàng chút nào. Chúng ta cần phải có hiểu biết và sự quyết tâm. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp, cách hướng dẫn ăn uống sao cho hợp lý khác nhau. Theo phương pháp nào là đúng, phương pháp nào là sai là do lựa chọn và kiến thức rất riêng của từng người. Có người sáng ra không ăn sáng mà lại tráng ruột mình bằng một ly cà phê hay một tách trà. Caffeine có tác dụng lợi tiểu, cho nên phần lớn trà và cà phê bạn uống vào sẽ được cơ thể thải ra và nó không giúp cho việc thủy hợp của tế bào. Bác sĩ Sinha quan sát thấy ai uống nhiều trà và cà phê quá nhiều sẽ dẫn đến ung thư dạ dày. Nếu bạn nghĩ uống trà thay nước, nhưng thực chất cơ thể sẽ bị mất nước ở cấp độ tế bào. Bạn ăn sáng bằng một tô phở hay một tô bún, hãy nhìn vào thành phần của thức ăn sáng của bạn. Tinh bột qua chế biến nhiều lần, một ít đạm động vật, một ít rau,
phần còn lại là một số lượng lớn muối, đường, bột ngọt, bột nêm. Cơ thể chỉ cần một số lượng rất nhỏ muối mỗi ngày. Còn đường, bột ngọt, bột nêm là những thứ có hại cho cơ thể và làm tăng quá trình lão hóa. Vậy mỗi lần muốn ăn một món gì hay một thứ gì, xin hãy nhớ câu "You are what you eat". Tôi thiết nghĩ ai cũng muốn sống tốt và khỏe mạnh. Nếu muốn vậy, hãy quan tâm đến chế độ ăn uống mỗi ngày của mình. Ăn càng nhiều rau quả tươi sống càng tốt. Dùng ít sản phẩm từ thịt, sữa, trứng. Uống cho đủ nước tốt mỗi ngày. Hãy đọc và tham khảo thêm nhiều tài liệu về sức khỏe, về ăn uống để giúp cho ta có một lối sống lành mạnh và thích hợp. Ngọc Nga xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.